Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Hồi ký cuốn theo cuộc chiến của tác giả Vũ Quang Đồng. Sau đây mời toàn thể quý vị cùng đón nghe. Lại nói tới cái kho vũ khí. Thực ra thì chúng tôi không có kho, mà vũ khí đều do anh Tư mang về. Đó là hồi tháng 9 năm 1969. Anh Tư đã lang thang trong rừng. Có lẽ ở nhờ cái tính của người Hải Phòng, tư chân anh Tư không có chỗ dừng, cách đầu không chịu ngừng nghĩ và mắt thì không ngừng nhìn. Anh đã phát hiện được một cái ụ đất trồi lên ở giữa đám cây đổ ẹp, không phải tổ mối. Anh Tư rẽ cây và nhận ra ngay đó là một cái hầm. Chui xuống xem thì phát hiện ra đó là một kho vũ khí, không biết của đơn vị nào. Có tới gần 100 quả đạn B-40, có liều phóng kèm theo. Rồi hai khẩu B-40 mới tinh, rất nhiều thùng đạn AK còn nguyên đai, 5 cây AK báng gỗ và hơn 100 quả liều đạn cán ngắn. Có cả kíp mìn, dây cháy chậm, thuốc nổ TNT và có cả hợp chất C4 rất nhiều. Vết tích cho thấy thủ kho là người có trách nhiệm nên đã bảo quản số súng đạn vũ khí này rất tốt. Khi đó giữa rừng, biết hỏi ai bây giờ? Anh Tư quay trở về báo cáo. Anh Bảy đã cùng với anh em chúng tôi nhanh chóng đem số sản vật vô cùng quý báu đó về đơn vị. Mấy tháng trời sau, không có ai trở lại khu vực đó. Giá như đây là một kho gạo thì có lẽ chúng tôi còn phải cảm ơn nhiều nhiều nữa. Theo lệnh của phân khu, anh em chúng tôi đã chuyển một nửa quân số chĩa mũi tấn công vào bọn biệt kích thám báo chiêu hồi Bình Định chỉ điểm. Có lẽ những đồng đội của tôi, những ai đã từng tham gia những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng biết rằng lính đặc công thì anh nào cũng chui rào giỏi, nhưng rào của bọn Mỹ, Ngụy thì có rất nhiều kiểu và được chúng cài cắm rất nhiều loại mìn. Bọn địch cũng rất tinh quái, chúng làm ra rất nhiều kiểu bẫy, chỉ cần một chút sơ sẩy là đi luôn. Hồi đó, người gỡ mìn giỏi nhất trong đơn vị chúng tôi là Nguyễn Văn Hoa, còn có biệt danh là Hoa Lác. Hoa sinh năm 1950, bị Lác, miền Bắc còn gọi là Hắc Lào. Lác kín khắp người, Lác ít thì còn gãi được, nhưng Lác nhiều thì không biết gãi ở cái chỗ nào. Hoa quê ở Hưng Yên, hình như quê gốc nhãn lồng nên da rất trắng, rất tốn bùn để ngụy trang. Vai rộng, bước đi nhanh và có cách tật vừa gắn kíp nổ cho mìn hay thủ pháo cứ ở trong cổ họng bài hát gì đó, chả ai biết. Nếu như ở ngoài biển Bắc thì anh em chúng tôi chấp tất cả các loại nhạc sĩ và những người thính tài nhất đến nghe xác định Hoa hát bài gì, chắc chắn họ sẽ thua hết. Ngày nào chúng tôi cũng phải chịu khó lắng tai nghe, phân tích thì mới nhận ra cái cổ họng hắn ta không phải là phát ra tân nhạc, không phải là cải lương, cũng chẳng phải là làn điệu chèo nào, mà là ngẫu hứng hoàn toàn. Người Mỹ đã sáng tạo ra rất nhiều loại công cụ giết người, mà trong đó có lẽ mìn là một loại vũ khí hết sức nguy hiểm. Không ai có thể tả nổi về những tính toán cực kỳ sáng tạo và nham hiểm của nền quân sự Mỹ. Các loại tăng nổ, trùng nổ, dẫm, ném nổ, gạt nổ. Có bao nhiêu kỹ thuật đều được Mỹ áp dụng. Có trường hợp rơi căng nổ, có chừng một găng tay. Có nghĩa là chỉ cần rẽ rào rộng chưa đầy một bàn tay, chưa tới một găng tay đâu nha, là bùm, không chết thì cũng bị thương. Rất nhiều đồng đội của chúng tôi khi vào Lai Khê đã hy sinh vì loại mìn đó. Các căn cứ và chốt của bọn địch đều có rất nhiều loại rào, nhưng có lẽ ngán nhất vẫn là loại rào bùng nhùng. Sau này còn có thêm hàng rào cúi lợn. Loại hàng rào này đặt sát mặt đất, bò vào cũng không được, mà đi ở trên nó thì cũng chẳng xong. Bọn Mỹ lắm tiền nhiều của nên chúng dài rào gai không tiếc độ dày, nhiều tầng nhiều lớp. Trôi qua một lớp có khi phải mất 5-6 đêm. Thế mà cái anh chàng Hoa vẫn cứ chui lọt vào ra an toàn. Không phải chỉ có một lần để vào đều nghiêng, mà hắn ta ra vào rất nhiều lần. Hắn còn nằm ở trong đó cả mấy ngày trời, khiến anh em chúng tôi lo suốt vó.
năm 1969 vào căn cứ Lai Khê để điều nghiêng Su-25 Anh Cà Đỏ của Mỹ. Chúng tôi đã phải chui qua 6 lớp rào, nhưng có đến 3 lớp rào bùn nhùng. Mỗi lớp bọn chúng xếp 3 cuộn kem dày chồng lên nhau. Mỗi đêm chúng tôi chỉ đi được một ít, tiêu thụ hết nửa cơ số kim băng để cài khóa mìn. Và được chừng 6 lớp, mất đứt gần 1 tháng trời. Bò vào được đến nơi, anh nào anh nấy đều hoa mắt với ánh sáng đèn điện. Phải định thần một lúc lâu mới nhận ra được địa hình. Chỉ sơ sẩy một chút là ăn đạn ngay. Tôi chỉ được anh Nam Ngọng chỉ dẫn đến chân hàng rào, còn sau đó anh trực tiếp dẫn Hoa đi chui rào. Nhờ đó Hoa là người đầu tiên trong cái đám tân binh chúng tôi vào được bên trong căn cứ Lai Khê. Do hắn thuộc đường nên sau làm nhiệm vụ dẫn chúng tôi vào theo. Đêm đêm Hoa rủ anh em mò mẫm vào hàng rào của bọn địch gỡ mìn, có khi đem về tới gần chục quả. Có lần về đeo lùng lẳng cả 4 quả mìn định hướng Claymore. Với tay nghề điêu luyện của Hoa, đơn vị được bổ sung rất nhiều mìn của bọn địch và có thêm thuốc bom để làm các loại mìn. Khi đó bọn tôi thích nhất là mìn định hướng do Hoa sáng tạo. Hoa sắp xếp các loại mảnh trong cái mũ sắt của bọn địch và giỏ le do anh Hồng đan rất khéo. Với cái cách xếp này, các mảnh khi văng sẽ đi theo nhóm chứ không bị tản mát, nên độ sát thương rất cao. Nhờ cái sáng kiến cài mìn xong bỏ giật lùi của Hoa, đơn vị tôi lừa được bọn biệt động quân Sư Năm vào bẫy, đánh lật được xe tăng trên lộ 13 và diệt nhiều tốp địch đi cản. Những lần lâm trận đánh chốt, Hoa đều đi trước. Hắn cứ y như một con thằn lằn chui qua các lớp rào vào đặt mìn hẹn giờ thành công. Với cái lối đánh này, đơn vị vừa tiêu diệt được sinh lực của địch, vừa bảo toàn lực lượng. Và cái lối đánh túc tắc này khiến bọn địch rất khó chịu. Bọn chúng đã liên tục tổ chức dình, tức là phục kích nhiều lần, nhưng đều bị bọn tôi phát hiện. Mà thường khi đã bị phát hiện thì chúng lại sẽ được hưởng vài quả mìn nơi bọn chúng phục kích. Cứ với cái trò mèo vườn chuột này, vài tuần anh em chúng tôi lại được nhận một tờ giấy to bằng 3 ngón tay ghi chứng nhận dũng sĩ. Hoa là thằng nhận được nhiều nhất. Nguyễn Văn Hoa còn có thêm một cái biệt tài nữa, đó là hắn ta phi giao cực chính xác. Hàng ngày tranh thủ những lúc rảnh, hắn rủ chúng tôi đi tập phi giao. Bộ giao 12 chiếc hắn tự làm đem từ ngoài Bắc vào cũng cứ hao dần, trừ một chiếc phóng trượt, còn 2 lần trúng 2 tên phòng 7 dân sự. Mấy anh em thấy vậy cũng tích cực theo sư phụ phi giao nhưng không thành thạo. Tháng 2 năm 1970, sư đoàn Anh Cà Đỏ của bọn Mỹ bàn giao căn cứ Lai Khê cho sư đoàn 5 Ngụy. Cậy được bọn Mỹ hà hơi tiếp sức cho nhiều vũ khí mạnh, lính đông, bọn lính sư 5 Ngụy đã tổ chức rất nhiều trận càn quét. Ác liệt là vậy, nhưng đó cũng là cơ hội cho chúng tôi giăng bẫy để đánh trả. Không đánh vỗ mặt được bọn địch, chúng tôi dùng chiến thuật lẻ tẻ, tiêu hao sinh lực của địch. Những trận mìn do Hòa sắp xếp luôn gây bất ngờ cho bọn địch. Đầu năm 1971, đơn vị được bầu một chiến sĩ thi đua. Tiếc quá, trong đơn vị có rất nhiều đạt thành tích cao. Nhưng rồi bàn đi tính lại, anh em đã thống nhất bầu Nguyễn Văn Hòa, không ai so đo với ai. Giữa năm 1971, Nguyễn Văn Hòa được lệnh lên giờ để báo cáo kinh nghiệm. Và rồi từ đó anh em chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Giai đoạn đó đơn vị của chúng tôi quân số quá ít, lại bị phân tán, vũ khí không đủ và anh em thì cứ ngót dần, nên chỉ ra sức quấy nhiễu chứ không thể chiếm giữ như quân chủ lực được. Trong chiến đấu không tránh được khỏi thương vong. Có thời gian như cuối năm 1970, đơn vị bị thương gần hết, không có thuốc chữa thương, lương thực, thực phẩm thì luôn khan hiếm. Nhiều tháng không có gạo, muối và cả đạn dược. Khó khăn chồng chất khó khăn là vậy, nhưng chẳng người lính nào kêu ca. Thực ra chẳng biết kêu với ai. Hơn nữa, có kêu cai bằng trời thì cũng chỉ có một mình nghe mà thôi. Không hiểu vì sao lúc đó lại gan trên cả mức liều lĩnh như vậy.
cả đơn vị, kể cả những thương binh còn cầm được súng cũng nhận nhiệm vụ bám đất bám địch, không ai chịu rời trận địa. Nghĩ cũng lạ thật. Khoảng giữa tháng 2 năm 1971, anh Sửu hay là Sử gì đó, bây giờ tôi không nhớ thật chính xác, người đã dẫn chúng tôi từ giờ xuống quân khu 1 năm 1969 về đơn vị đem theo tin mừng tới. Cuộc hành quân toàn thắng 171 của bọn địch vào vùng Đông Bắc Campuchia đã thất bại thảm hại. Bọn chúng đã bị quân ta đánh quỵ ở Snui. Hỏi Snui ở đâu trên đất Campuchia thì chính anh Sửu cũng không biết. Anh Sửu thông tin thêm, từ sau khi Mậu Thân 1968, đất miền Đông Nam Bộ có rất nhiều đơn vị nhỏ như chúng tôi đang hoạt động. Cho đến nay, nhiều nơi cho sát nhập thành cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và đã đánh thắng trận đầu. Long Nguyên vẫn là địa bàn trọng yếu. Nghe ú cả tai nhưng lại vẫn rất thích. Khi thắc mắc thế tại sao đơn vị chúng tôi và một số đơn vị bạn ở bên cạnh không sát nhập mà chỉ lạc là các phân đội nhỏ, anh Sửu mới bảo, với cái cách đánh du kích thì các đơn vị nhỏ rất hiệu quả, luôn khiến cho bọn địch phải khó chịu. Do đó phân khu vẫn để như vậy, khi nào đủ điều kiện sẽ cho sát nhập. Thế rồi anh cho thêm một loạt còn dài hơn quả băng AK, dẫn chứng các đơn vị lập công và lời khen, như là rút kinh nghiệm và để khích lệ chúng tôi về các trận đánh thắng do các đơn vị nhỏ đã thực hiện. Ai mà chưa nghe anh Sửu nói lần nào sẽ rất phấn khởi, nhất là anh em tân binh thì sẽ thấy rất lạ tai. Còn như bọn tôi thì đã nghe mãi cái kiểu làm công tác tư tưởng này rồi, thành quen. Nhưng dù sao, mỗi lần anh Sửu về, chúng tôi lại được nghe chuyện ta thắng, địch thua, còn hơn là không có tin tức gì. Còn thực tại ở nơi này, chúng tôi vẫn phải đang chịu đựng gian khổ, được ăn bom đạn suốt ngày đêm, mà cứ vẫn phải quấy rối tiêu hao sinh lực địch. Anh Sửu bảo, cứ làm cho bọn địch mất ăn mất ngủ là tốt rồi. Cùng với tin tức thì anh Sửu còn đưa về bổ sung cho chúng tôi 6 anh em lính mới, gồm có Kính, Lan, Thái là người Hà Nội, Lâm, Luân ở Phú Thọ và Y tá Cài ở Hải Dương. Trong số 6 anh em lính mới thì có Kính, Lan, Lâm là đang học đại học năm thứ nhất, tôi không nhớ rõ là ở trường nào. Còn Thái và Luân thì đang học trung cấp. Y tá Cài nhập ngũ từ năm 1969, học y tá quân đội. Cả 6 người ở cùng đơn vị huấn luyện tại Bắc Giang 4 tháng. Đợt lính mới này có rất nhiều ấn tượng. Bất ngờ nhất là anh Sửu mang lệnh của quân khu về cắt cho đơn vị của tôi 10 người, gồm tổ 2, tổ 3, Long ở tổ tôi và ở tổ anh Tư 1 người, để làm khung cho một đơn vị mới ở sâu hơn, có lẽ là xuống vùng Hóc Môn 3 điểm. Chúng tôi đành chia tay những người đồng đội đã gần 2 năm gắn bó, đều tấm tính của nhau và chiến đấu hết sức ăn ý. Ở với chúng tôi chừng 2 ngày, anh Sửu phải dẫn quân về đơn vị mới. Là cán bộ quân lực của quân khu từ năm 1966, đã mấy lần bị thương, thế mà anh vẫn nhất quyết không ra Bắc. Thật là khâm phục. Để tân binh hiểu được tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, anh Bảy đã dành cả một buổi sáng để mở lớp cho 6 tân binh. Mà không biết anh Bảy giảng bài thế nào mà các tân binh cứ đơ như phỗng. Hay chính xác mà nói, họ nghe cứ như việc nghe sấm. Đã thế, Lính và Lan còn nói nhỏ với chúng tôi, ở ngoài Bắc chúng tôi cũng đã được quán triệt kỹ vậy rồi. Nghe mà có phần lo ngại. Xong nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể trách được tân binh. Họ mới chân ướt chân ráo vào chiến trường, tất nhiên sẽ không thể hiểu tường tận những khó khăn hiểm nguy. Như chúng tôi cũng vậy thôi. Năm 1969 về đơn vị cũng cứ lỡ ngà lỡ ngớ, không biết mô tê răng rứa gì. Chẳng qua may mắn gặp được nhiều sư phụ nên sớm thích nghi. Rồi đây qua thực chiến, các anh em tân binh sẽ có thêm nhiều cơ hội cọ sát và trưởng thành.
Cũng như chúng tôi hồi mới vào, trang bị của anh em tân binh đợt này cũng rất cồng kềnh. Họ vẫn mặc quần áo tô châu rộng thùng thình, ba lô còn cóc, dép cao su Trung Quốc, túi thuốc phòng bệnh, rồi chăn màn võng tăng ni lông đi mưa, vẫn là cái loại vải bố ngoại cỡ. Khẩu AK bán gỗ có lê mới tinh, nói chung là quá nặng. Anh em chúng tôi khuyên họ nên bỏ ba lô đi, cắt cái vỏ chăn để làm cái bồng, rồi cắt màn võng cho gọn hơn. Và đặc biệt là thôi, bỏ luôn dép cao su để đi chân đất cho dễ cơ động. Họ nghe anh em chúng tôi nói mà đúng y như là vịt nghe sấm. Anh em chúng tôi đã phải dùng mọi cách thuyết phục đến hết hơi, các tân binh mới chịu tiếp thu. Chúng tôi bàn tính chia lại tổ chiến đấu, thì tân binh Kính xung phong làm một tổ trưởng. Lâu lắm lại mới thấy một anh chàng lính mới mạnh dạn như vậy, mà công nhận Lâm có cá tính thật. Anh Bảy rất vui, quyết định để Kính làm tổ trưởng ngay, đồng đội cho Kính chọn tổ viên, cũng là một đặc ân chưa từng thấy ở đơn vị. Kính liền chọn Lâm, Lan và Luân, những người bạn cùng nhập ngũ. Ừ thì kể ra cũng hợp lý thôi, vì nếu như chen vào một tay lính cựu nào đó vào, có khi lại không ổn. Hai tân binh Luân và Thái được giao làm xạ thủ B-40. Luân là một tay rất tò mò, hắn ta cầm khẩu B-40 cứ mân mê suốt. Thế rồi hắn bật quy lát định dương lên để ngắm bắn thử. Tất nhiên là chưa lắp đạn. Thế vậy tôi vội giật cái ống luôn xuống và giải thích với Luân rằng: cái kim hỏa B-40 nó rất giòn, bấm cò mà không có đạn nó sẽ gãy ngay đó, mà không có kim hỏa để thay đâu, rồi lúc đó súng thành một cái ống vô dụng đó. Mặt Luân tái mét, suýt nữa thì hắn làm cho đơn vị mất một hỏa lực chủ yếu. Về phần phân công nhân sự, y tá Cải ở cùng hầm với anh Bảy, Kính, Lâm, Lan, Lâm ở cùng hầm với anh Dòng, người đã về đơn vị mới. Thái ở Tam Dương thì chuyển sang hầm của tổ 2. Ở cùng với Thái có Hải, Bính, đều là quê Ninh Bình. Tôi thì nhận thao từ tổ của anh Tư và Thái Hà Nội là lính mới. Đơn vị vẫn còn thiếu hai tay súng nữa mới đủ được 16 người, để mỗi tổ có 4 người. Đón tân binh về hầm, Thao đã tận tình hướng dẫn cho Thái cách buộc võng, xếp ba lô và đặt cây B-40 cùng 6 quả đạn vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cho Thái các hướng quan sát khi tới phiên gác. Thái làm theo rất nhanh. Tôi cũng mừng vì có thêm một anh lính nhanh nhẹn. Đêm đầu tiên anh em chúng tôi làm quen, nằm trên võng tâm sự với nhau. Thái giới thiệu nhà Thái ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Bố làm công nhân, còn mẹ thì chạy chợ. Đang có hai em gái học lớp 7 và lớp 9, còn cậu em út mới học lớp 4. Thái khoe là đã có bạn gái ở cùng phố. Nghe Thái kể, nghĩ tự nhiên thương vì người lính này nhiều tâm tư quá. Các tân binh rất háo hức để lập công, tinh thần tiến công rất đáng biểu dương, nhưng thực lòng mà nói, chẳng có chiến công nào không phải đổ máu. Lại nói về câu chuyện tân binh, để cho anh em lính mới làm quen với địa bàn, anh Bảy đã giới thiệu rất chi tiết các địa bàn Dầu Tiếng, Bến Cát, Bầu Bàng, Củ Chi, khiến các anh em tân binh cứ há hốc mồm, phục sát đất cái trí nhớ của thủ trưởng. Về đơn vị của chúng tôi, các tân binh đều được học lại từ đầu. Đó là quy định bắt buộc, vì ở đây là chiến trường thật, bom đạn thật, kẻ thù bằng xương bằng thịt thật. Lô cốt thì vô cùng kiên cố, hàng rào và bẫy min dày đặc, và thương vong thật. Phía trước người lính là kẻ thù, đằng sau không có ai cả, chỉ có tình đồng đội, sống chết có nhau mà thôi. Vì thế chúng tôi đã phải hướng dẫn tân binh kỹ năng tự lập để có thể thích nghi sinh tồn và chiến đấu. Mấy anh tân binh trí thức thì rất sáng dạ, nhưng lại có vẻ chủ quan. Anh Tư được giao huấn luyện nghiệp vụ cho các tân binh đã nhận xét như thế. Tôi thì tôi cũng chẳng biết thực hư ra sao. Riêng ở tổ tôi, anh chàng Thái người Hà Nội rất nhanh nhẹn, dễ bảo. Ừ, thôi thế là được rồi.
Có những đêm không ngủ được, tổ của chúng tôi thường tâm sự với nhau nhiều chuyện. Thái là tụi thì hỏi tôi chuyện gia đình, người yêu và nhiều thứ nữa. Tôi cứ ấp ừ cho qua. Nhớ có một lần hắn hỏi tôi, em hát nhạc văn có ảnh hưởng gì không anh? Tôi mới cười, chẳng sao cả, miễn là đừng có thương nhớ quá mà quên mất nhiệm vụ. Ở Võng Bên, Thao cũng nói chen vào, anh Bảy thỉnh thoảng vẫn hát cái bài gì có cái câu đom đóm đêm nay đâu ra nhiều thật đó thôi. Cái bài hát chứ có phải là gì mà xép nép. Hát đi, cho bọn tớ nghe với. Thế là Thái cất giọng, nếu em không phải người yêu của lính, ai đem đó hoa rừng về tặng em, ai đem gió sương về cho em chờ đợi, và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính em nghe. Công nhận các anh chàng tân binh này có cái giọng hát này hay, nhưng ủy mị quá. Tất nhiên thì nhạc vàng là phải thế rồi. Vì vậy chúng tôi khen lấy khen để cái giọng hát của Thái. Nói vậy thôi, ngày ấy đơn vị mà có chính trị viên, có khi mấy anh hát nhạc vàng ra vấn đề liền. Còn với bọn tôi, hát thê cho hát nữa cũng chẳng sao cả. Rồi Thái kể chuyện miền Bắc, chúng tôi lắng nghe, động viên người kể thôi. Chứ thực ra xa quê lâu rồi, bom đạn ác liệt quá, thời gian đâu mà thương với nhớ. Ngược lại Thái lại rất háo hức khi nghe Thao kể chuyện đơn vị. Anh chàng Thao có năng khiếu kể chuyện, đến tôi là người trong cuộc mà cũng thấy cứ như chiến công của ai đó chứ không phải của đơn vị mình. Hắn vừa kể vừa giảng giải. Thầy này nhá, khi tiềm nhập, chiến đấu viên phải nằm ép mình càng gọn càng tốt để có thể chui qua 6-7 lớp rào các loại. Vừa cắm lộ tiêu này, vừa ra mìn này, vừa phải quan sát động tĩnh của bọn địch. Xung quanh người là trông mìn dày đặc, nếu như có một sơ suất gì rất nhỏ sẽ không kịp ân hận đâu. Thêm vào đó là pháo sáng nó bắn lên trắng cả trời đêm, nhìn thấy rõ từng cái kim, không nhanh tay che cái nòng súng thì thể nào cũng bị lộ. Hướng tuyến của nòng súng nó sẽ phản quang nên phải che lại ngay. Còn càng bò vào sâu thì càng gần họng súng của bọn địch, nguy cơ ăn đạn càng cao. Nhất là khi tới gần các ụ súng này, chốt gác này, những cái thằng Mỹ xì xa xì xồ không biết nó nói cái gì đâu. Mà đôi lúc á, chúng quăng những cái mẫu thuốc lá ra ngoài chốt gác và bất thình lình chúng hứng lên xả hàng loạt đạn ra ngoài để thị uy. Cho nên mình là cứ phải hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng. Còn những thằng bắn M79 như cái trò chơi câu đạn theo từng ô bàn cờ, không ai biết là nó sẽ bắn vào cái ô nào. Bởi thế phải di chuyển thật nhanh mới mong tránh bị ăn cả quả đạn. Mà có rất nhiều tình huống xấu, chẳng hạn như lạc hướng, lạc rừng, có thể mò mẫm về được đơn vị. Nhưng ngắn nhất là chết trong hàng rào. Anh em không kéo xác ra được, thi thể của chúng ta sẽ bị bọn địch dây vò. Đối với anh em đặc công, chúng sẽ phanh bụng ra, nhét vô vài quả lựu đạn rồi phơi trên hàng rào để bẫy anh em mình vào lấy xác. Có trường hợp đã bị bọn địch lôi xác về tới tận thị xã Thủ Dầu Một khoe chiến tích và để hù dọa nhân dân. Đấy, bọn Mỹ là như vậy đấy. Nhưng chưa đâu, bọn Ngụy còn tinh quái hơn nhiều. Bọn chúng sẵn sàng nằm ngoài hàng rào để chờ Việt Cộng đến. Trước cờ tử rộng mở như thế, anh nào dám cả gan nói là không sợ thì chỉ có là nói phét. Khả năng nào cũng có, còn bị thương hả? Nếu ở trong hàng rào thì phải cố cắn răng mà chịu, chứ không được la, kêu lên đó. Nhớ mà phát ra một tiếng rên thôi thì cả đơn vị sẽ không còn người nào sống sót. Còn nếu như bị thương nhẹ thì phải cố bỏ ra cho được cửa mở để anh em có thể hỗ trợ. Đó là còn chưa nói đến cái chuyện bị áp lực khi bò gần giáp với thằng địch mà chưa được bắn. Lúc đó thì chỉ được đợi và thở thật nhẹ. Có anh còn ba hoa nói rằng khi ấy phải nín thở, nín thì đếch là được khi phải chịu hàng chục phút. Cái khoảng khắc đợi này nó dài vô cùng đó. Chỉ khi có lệnh súng phát hỏa thì mọi sợ hãi sẽ bị tan biến mất.
Khi tung được quả thủ pháo đầu tiên diệt được cái ổ Đại Liên hoặc một nhóm địch hoặc một cái lô cốt thì hầu như ai cũng quên mất cái câu chuyện thần chết ở trên đầu. Khi quăng được tới một nửa cơ số thủ pháo thì mới bình tĩnh trở lại và sẽ đủ tỉnh táo di chuyển đánh tiếp các mục tiêu đã được phân công. Xong, Quán nhanh chóng tìm cửa mở, bò ra cho thật nhanh càng tốt. Chỉ khi về đến nhà rồi thì mới được coi là an toàn. Cũng bởi cái đách đánh của đặc công là bí mật bất ngờ nên nhiệm vụ giao thế nào cũng phải làm đúng theo như thế, đừng có làm trái mà hỏng việc chung. Thảo còn kể dài lắm, anh chàng Thái cứ như bị hút hồn rồi cứ xít xoa suốt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.